Em Vinh, thầy dạy nhạc cụ và chuyên đi sâu kèn điện tử tại Hải Dương. Em ấy đã chơi Roland Aerophone IE5, IE10 từ lâu. Thấy cái kèn điện tử mới ra của Nurse có nhiều tính năng hay quá nên em đặt cọc ngay. Đây là cây đầu tiên của hãng Nurse làm về kèn điện tử. Phải nói là gia công xuất sắc. Tính năng thì thiết thực như đi kèm không dây. Mà kèn chính là đốc sạc lên anh em không bao giờ lo hết pin. Màn hình màu, loa cực hay và có thể trộn nhạc qua Bluetooth. Cái không dây còn có thể truyền cả nhạc, cả tiếng kèn đi với chất lượng cực tốt luôn. Như vậy là anh em lên sân khấu cũng như luyện tập thì yên tâm. Chỉ cần mang đúng NES1 là đánh được mọi mặt trận rồi. Anh em cần kèn điện tử của Nurse thì cứ liên hệ Việt Trang Music nhé.